Bộ trưởng Y tế Ecuador Catalina Andram Uno cho biết, bệnh nhân là một phụ nữ cao tuổi người Ecuador sinh sống ở Tây Ban Nha. Ngày 29 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Ecuador Catalina Andram Uno thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus Corona SARS-CoV-2 gây ra. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Andram Uno cho biết, bệnh nhân là một phụ nữ cao tuổi người Ecuador sinh sống ở Tây Ban Nha. Bệnh nhân đã tới Ecuador vào ngày 14 tháng 2 trong một chuyến bay thẳng từ Madrid mà không có bất kỳ triệu chứng nào, song sau đó đã bị ốm và nhập viện, nơi bà được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Bà Andram Uno cho hay, bệnh nhân hiện đang được điều trị đặc biệt tại một trong những bệnh viện mà chúng tôi chỉ định xử lý các trường hợp liên quan virus corona, dịch COVID-19. Thông điệp chia sẻ từ trẻ em các nước Mỹ Latin theo bà Andram Uno, chính phủ Ecuador đang giám sát những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân này. Cùng ngày, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA thông báo sẽ cho phép các phòng thí nghiệm lập tức sử dụng những phương thức xét nghiệm mà họ đã phát triển và công nhận nhằm có được khả năng kiểm tra nhanh chóng SARS-CoV-2. Tại Mỹ, người dân Ecuador đeo khẩu trang khi đi xe buýt. Nguồn AP Video liên quan Giám đốc Trung tâm Thiết bị và Y tế Bức xạ CDRH thuộc FDA, ông Jeff Horan nêu rõ, theo chính sách này, chúng tôi trông đợi một số phòng thí nghiệm phát triển những phương thức xét nghiệm được công nhận đối với virus corona sẽ bắt đầu sử dụng những phương thức này ngay lập tức trước khi FDA đánh giá. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 29 tháng 2, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã đình chỉ thị thực đối với công dân Iran và những người nước ngoài từng đến Iran sau ngày 1 tháng 2 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Iran. Thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Ấn Độ, BOI cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Những người thuộc diện nêu trên sẽ không được nhập cảnh Ấn Độ từ bất cứ cửa khẩu hàng không, đường bộ và cửa biển nào. Cùng ngày, BOI cũng quy định khu nhập cảnh riêng tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu đối với các hành khách đến từ Việt Nam và 12 quốc gia, vùng lãnh thổ khác bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Nepal, Iran và Italy. Trong một diễn biến khác liên quan đến dịch COVID-19, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ Tây Tạng, nơi có doanh trại đang cách ly 236 người mới được sơ tán từ Vũ Hán và từ tàu Diamond Princess, cho biết tất cả những người này đều âm tính với virus corona chủng mới, SARS-CoV-2, theo Mai Quang Anh VETNAMLES, Blog, S, Oi.